mình thức dậy là mình thấy vui, nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui, nhận diện thân thế này là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình cất bước là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui, nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui, nhận diện thân thế này là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình cất bước là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình thức dậy là mình thấy vui, nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui, nhận diện thân thế này là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình cất bước là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình cất bước là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mình thức dậy là mình thấy vui, nhận diện đôi mắt này là mình thấy vui, nhận diện thân thế này là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình cất bước là mình thấy vui, mỗi lần mình ngồi xuống là mình thấy vui, mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần mình thư giãn là mình thấy vui, bởi vì ta đã học nhìn đời bằng mắt thương. Mỗi lần thức dậy là mình thấy vui, mỗi lần cất bước là mình thấy vui. Và con xin được kêu gọi một lần nữa để chúng ta cùng gọi nhau hạnh phúc cứ được không ạ? Gọi nhanh, gọi chậm, gọi to, gọi khỏe, để con xem ai gọi to nhá. Ok. Gọi tên hạnh phúc 1, 2, 3. Gọi tên hạnh phúc. Cảm ơn tất cả cô rất nhiều.